Chỉ có tích lũy vô lượng vô biên công đức mới có thể đạt được tự tại đối với tất cả pháp. Câu này nghĩa là sao? Câu nói này chính là viên mãn thành Phật. Không phải viên mãn thành Phật thì đối với tất cả pháp làm sao có thể được tự tại? Bộ kinh này là bộ kinh thứ nhất, một đời viên mãn thành tựu. Chấp trì danh hiệu là phương pháp duy nhất để một đời viên mãn thành tựu. Nếu từ sáng đến tối không niệm liên tục câu Phật hiệu này, cứ nghĩ này nghĩ nọ là sai. Nên buông bỏ tất cả. Đức Thế Tôn tự xưng ngã vi pháp dương, pháp tự tại. Đây là Ngài nói ra cảnh giới của chính mình. Chỉ có buông bỏ hết khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, mới có thể đối với tất cả các pháp đều tự tại. Đối với các pháp tự tại nên gọi là vua của các pháp. Vương tức là ví với sự tự tại. Các bậc đế vương trong thời cổ đại, trong quốc gia chỉ có ông ta đưa ra hiệu lệnh, mọi người đều phải nghe theo, còn ông ta không cần nghe bất cứ ai hết. Đây gọi là tự tại. Nên dương có nghĩa là tự tại. Nếu ta đem chướng ngại này buông bỏ hết, vọng tưởng phân biệt chấp trước đã buông bỏ thì không còn chướng ngại. Trong tất cả pháp của thế xuất thế gian đều được tự tại. Trong đây có một thông tin rất quan trọng. Quý vị có hiểu chăng? Đối với pháp tự tại, tôi chưa từng đọc Tứ Thư Ngũ Kinh. Bây giờ tôi cầm đến, như vậy có thể tự tại chăng? Có thể. Thật ư? Thật. Có bằng chứng không? Có. Quý vị xem Ngài Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh viết. Ngài Huệ Năng là người không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng, chưa một lần đến giảng đường, chưa một lần đến thiền đường. Suốt 8 tháng đều ở trong bếp giã gạo bữa củi. Làm công việc nặng nhọc. Bây giờ gọi là làm công quả. Ngài đến phục vụ đại chúng, làm việc ở trong bếp. Sau khi khai ngộ, Ngài đối với pháp tự tại được đại tự tại. Người ta đem kinh sách đến thỉnh giáo, Ngài không biết chữ nên nói chúng ta đọc cho Ngài nghe. Sau khi nghe xong, Ngài sẽ giải thích. Không có điều gì Ngài không hiểu. Ngài thông suốt tất cả pháp trong thế xuất thế gian. Đây gọi là tự tại. Còn cần phải học sao? Không cần phải học. Người thứ nhất được độ chính là Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng rất thán phục Ngài, là người đầu tiên khai ngộ dưới sự giáo huấn của Ngài. Cô ấy thọ trì Kinh Niết Bàn, cô đọc Kinh Niết Bàn. Ngài Huệ Năng giảng Kinh Niết Bàn cho cô. Giảng đến cuối cùng cô khai ngộ. Mới đầu thì cô ấy hiếu kỳ, đến thỉnh giáo Ngài Huệ Năng. Ngài không biết chữ, làm sao mà giảng được, làm sao hiểu được nhiều như vậy? Ngài Huệ Năng nói, chuyện này với việc biết chữ không liên quan gì, với việc học hay không cũng không có liên quan. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Đức Phật đã dạy, ngoài tâm không có Pháp, ngoài Pháp không có tâm. Tâm với Pháp là một thể. Chỉ cần ta kiến tánh thì chẳng đạo lý nào là không biết. Làm gì có chuyện không thấu triệt.